Đằng này là một con khủng long bạo chúa. Con khủng long bạo chúa đang gì? Gào thét kìa các bạn. Trước mặt nó là con zombie. Các bạn ơi, cái con quái vật bụng bự kia, nó đang thì nhảy múa, các bạn thấy không? Nó đang nhảy múa ở dưới lòng đường kia. Mà đằng sau nó có con Godzilla ấy các bạn. Con Godzilla nó đang đứng từ đằng xa để nhìn nó. Mà con Godzilla nó không có thể nào mà làm gì được cái con quái vật bụng bự này, tại vì nó bự quá đấy các bạn. Bởi vậy nên là như con Godzilla nó đang thì giận dỗi kìa. Ôi, con Huggy nó làm sao kìa, nó vừa té đấy các bạn. Nó đang đứng đây làm gì thế? Hình như là nó đang tìm cái gì các bạn ơi. Các bạn thấy không? À, nó đang tìm cái gì đó. Ui, đằng này có những ba con Huggy luôn. Ba con Huggy đang thì nhảy múa. Ba con Huggy này nó chăm chỉ để luyện tập quá các bạn ơi. Các bạn thấy nó có múa đẹp không? Ba con Huggy này màu đẹp quá các bạn ơi. Đằng này là một con khủng long bạo chúa. Con khủng long bạo chúa đang thì gào thét kìa các bạn. Trước mặt nó là con zombie. Con zombie này nhìn cái mắt nó sợ quá các bạn. Nó còn đang nhìn ngó xem đồng bọn của nó ở đâu để lại đối phó với con khủng long ơi. Một con khủng long bạo chúa khác đấy các bạn. Các bạn thấy không? Nó siêu to khổng lồ luôn. Nó đang thì chạy đi đâu thế kia? Có một con khủng long khác đi ngược chiều kìa các bạn. Đi ngược lại với cái con khủng long đấy. Chắc lúc nãy nó né, nó tránh đường cho con khủng long bự đấy các bạn. Bây giờ nó mới dám đi qua này. Các bạn thấy con khủng long này nó có lạ không? Nó có cái gai lưng đấy. Ấy, con Godzilla đỏ nó đến được kìa các bạn. Nó đến, con này bự hơn con lúc nãy luôn. Mà nó đang gì? Chắc chuẩn bị để tấn công cái con quái vật bụng bự nha các bạn. Con quái vật bụng bự nãy giờ cái chọc giận nó. Các bạn thấy không? Con quái vật bụng bự nó nhảy múa đẹp không? Chắc là do nó bự quá mà, nên là nó phải vận động nhiều để cho nó giảm cân đi đấy các bạn. Ui, con Godzilla ấy các bạn. Các bạn thấy nó đang đi ở phía sau ngôi nhà kia không? Ui, một bầy Godzilla đấy các bạn. Ôi, nó đang kéo nhau đi đâu đấy? Chắc là nó đi trợ giúp cho đồng bọn của nó đấy. Các bạn thấy Godzilla nhiều màu không? Con Godzilla này nhìn có cái gai lưng lạ này. Úi, cái con King Kong cũng đi theo để chơi đấy các bạn. Con King Kong này nó ham vui lắm. Đây là con quái vật đầu mèo các bạn ơi. Con quái vật đầu mèo á, chắc là nó sợ các con vật chuẩn bị giao tranh á, nên là nó đứng ở đấy. Vậy là con Godzilla tím này nó đã tìm được con khủng long rồi. Ôi, hai con đang thì đối đầu với nhau này các bạn. Con khủng long đang thì ngáp ngáp rồi kìa. Cái tia plasma này nó mạnh lắm. Con khủng long không thể nào mà lên tấn công được con Godzilla đâu. Con khủng long bị nổ các bạn ơi. Nó biến